Trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 5, Chi bộ Trung tâm Y tế thành phố long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Sự chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Nhiệm kỳ qua, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế, Chi bộ Trung tâm Y tế thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Hàng năm, Trung tâm Y tế thành phố đã xây dựng ban hành các kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho từng loại bệnh cụ thể. Đơn vị đã kiện toàn hai đội cơ động phòng chống dịch, dự trữ đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, làm tốt công tác giám sát, nắm bắt, phát hiện, xử lý kịp thời ngay từ lúc dịch bệnh khởi phát, từ đó kiểm soát khống chế hiệu quả. Trung tâm thường xuyên phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, kiểm tra giám sát chỉ đạo tuyến về phòng chống dịch bệnh tại trạm y tế xã phường. Trong nhiệm kỳ, trên địa bàn thành phố không xảy ra vụ dịch lớn, không có trường hợp tử vong do dịch. Bên cạnh đó, trung tâm cũng duy trì tốt hoạt động khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa trung tâm, phòng khám khu vực Nam Khê, thường xuyên cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh bằng các giải pháp như đào tạo cán bộ chuyên môn, đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất. Trong nhiệm kỳ, công tác xây dựng đảng của đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực, vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong chi bộ được nâng lên, vai trò người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, bộ phận công tác tổ chức cán bộ được đề cao, công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ đảng viên được tăng cường. Từ năm 2016 đến nay, chi bộ đều được công nhận trong sạch vững mạnh. Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Trung tâm Y tế thành phố đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, không để bùng phát, không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, phấn đấu hạ tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi trung bình hàng năm còn 0,2%, duy trì giữ vững 100% xã phường đạt bộ tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận biểu dương những kết quả cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị đơn vị cần tiếp tục triển khai tốt các chỉ thị nghị quyết về công tác y tế, quan tâm phối hợp thực hiện tốt chiến lược quốc gia chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân. Song song với đó, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh từ xa, từ sớm, chủ động phát hiện, khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để nguy cơ mầm bệnh lây lan ngay từ cộng đồng. Trong xây dựng đảng, đồng chí đề nghị chi bộ trung tâm chỉ đạo làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong chi bộ và cơ quan, đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ đảng viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, đảm bảo hiệu quả quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đại hội đã bầu ban chi ủy khóa mới gồm 5 đồng chí, bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư chi bộ, bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 20. Đồng chí Vũ Hải Bình, Giám đốc Trung tâm được bầu giữ chức Bí thư chi bộ Trung tâm Y tế thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025.